là 4 chế độ đặt sẵn. Và ấn nút sơ nhá. Và nháy đâu chỉnh đấy. Đây là xuống này, sang trái này. Đấy tự chỉnh tay đúng không? Đấy xong ta bảo cách ấn nhớ. Tép lên chưa? Thấy chưa? Sang bên này này, ấn lên này. Xong sang bên này là bác là bàn lên này. Và lên này. Sau rồi ấn nhớ này. Đợi em tí. Ấn nhớ này, nó báo memory này. Áo cho em đây này. Ấn nhớ này, ấn vào 1. Ấn 1 là nhớ luôn ạ. Nhớ vị trí 1. Tức là có thể nhấn 1, 2, 3, 4, 5. 5 trạng thái khác nhau. Đấy. 5 chế độ. Đây là 1 chế độ này, chưa ấn nhớ gì đúng không? Rồi. Đấy, tiếng nó lên chưa? Tôi chỉ cho cháu một cái chuẩn luôn là cái 1 đi. Đấy, 1 chuẩn như thế là chuẩn rồi. Ví dụ bây giờ ấn cái 2 nữa chẳng hạn. M này. Ấn tiếp nhớ thằng 2 cũng dưới độ này. Thì vậy ấn chưa thì cho thằng 3 chế độ này. 3 thằng đang nhớ ở cái chế độ này. Đấy. Thế thôi. Còn đây là. Đây là tắt cái quay này. Đen đen ngược rồi chú. Đây các dạng đèn đây này. Có các dạng chỉ thị. Đây là mưa rơi. Đây là lưu đỉnh. Đây là dạng đỉnh không. Đây là dạng test rồi nè. Đây là mưa rơi lưu đỉnh. Đây là lưu đỉnh. Rẻ tiền mà hay. Mỗi tội đẹp. Mày nhìn nó xuất sắc đấy. Chứ con này nó bóng bẩy nha. 4 triệu 4 triệu rưỡi. Chứ con lừa tiền tội chó bảo hành.